Vâng, kính chào toàn thể các bác các anh. Tiếp tục với series giới thiệu xe lăng. Ngày hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho các bác một chiếc xe lăng 2,5 tấn sẵn bãi bên em. Một chiếc xe lăng 2,5 tấn nhãn hiệu Mitsubishi. Đang có trang bị tháp 4m ạ. Và lốp kép ạ. Xe thì chạy số cơ các bác nhé, số sàn. Đấy. Máy thì nguyên bản S4S của Mitsubishi. Đấy, xe lăng thì nguyên zin nhập Nhật. Đấy, máy móc cực kỳ chất luôn. Đây em quay chi tiết xe giới thiệu cho các bác. Bằng tháp lăng 4m này. Đấy, rất tiện luôn. Các bác mà muốn thay đổi cấu hình của xe như là tháp 3m hoặc là tháp chư công gần gù rực rán rực càng. Đấy. Thì em có thể hỗ trợ thay đổi theo yêu cầu các bác. Vâng. Lốp chiếc này là lốp theo xe các bác nhá. Đấy, lốp nguyên zin theo xe. Đấy, các bác mới lấy thì em sẽ đổi cho bác Ford lốp mới luôn, lốp khác luôn, lốp bãi đẹp hơn nhiều. Đấy. Riêng phần lốp lắp với cả bảo dưỡng này thì là hoàn toàn là miễn phí các bác nhá. Đấy, đấy là nghĩa vụ với trách nhiệm của bọn em. Làm xe ngon này thì mới bàn giao cho khách. Đấy. Hoặc là các bác thợ mà có nhu cầu thì xin bên đây lại thôi. Em để giá rất là mềm thôi. Đấy, Mitsubishi 25 tấn. Đây tem xe đây. Em thì chuyên bán hàng Nhật nên là tem xe giấy đăng kiểm đầy đủ, 100% hàng Nhật bãi. Đấy. Các bác nào mà có bằng chứng cái video mà xe của em đã chạy ở Việt Nam rồi thì em cam kết tặng xe luôn. Đấy. Cam kết nguyên zin nhập Nhật. Đấy. Ghế này cũng theo xe không nhá. Đấy. Ghế nhìn như ghế ô tô luôn. Đây. Số sàn. Đấy, 1 2 đánh canh chậm này. Đấy, tiến lùi. Rất là dễ di chuyển. Đấy. Còn đây là máy móc các bác nhá. Máy này S4S này của Mitsubishi này, để ghi rõ trên này luôn. Đấy. Nguyên zin nhập Nhật. Đây, máy móc thì em chưa rửa gì luôn. Nguyên zin hết. Cái ANZ đây, các hộp số các thứ đây. Đấy. Đấy, các bác nhìn này. Một phát này. Để thử cho bác xem luôn. Đấy, các bác có nghe tiếng máy không ạ? Rất là êm luôn. Vâng, cánh quạt thì chiếc này nằm ở đằng sau không nhá. Đằng gió nằm đằng sau. Đấy, không gầm bệ thì không có dấu hiệu của sự han gì hết. Đấy. Nguyên zin hết đây, các bác có xem này. Đấy. Đấy, em chạy thử xe cho các bác xem luôn. Rất là dễ, xe lưng rất là dễ chạy, dễ chạy hơn ô tô nhiều. Đấy, côn rất nhẹ luôn. À, côn số luôn. À, lưng hạ cơ bản này, gan thì nó rất nhanh, bơm khỏe. Đấy. À, nhanh chậm tiến lùi đây. Em chạy thử xe luôn cho các bác. Rồi. À, đi lại nhẹ nhàng. Số sàn rất đơn giản thôi. Lúc nào vào cua thì nhấn này. Nhấn côn thì xong. Đấy. Nó thích đi nhả ra. Nhanh đi số 2 luôn cho các bác này. Đấy. Em giới thiệu cho các bác là dòng Mitsubishi này mà chạy ở đường ngoài đường rất nhanh luôn. Cam kết các bác đuổi xong xe máy là rất nhanh luôn, chạy nhanh như xe máy. Rồi. Em đi số 2 rất là nhanh. Đấy. Tốc độ khoảng 20 km/h. Đấy là không đạp ga. Đấy. Đấy là số 2 các bác nhá. Đấy, số 1 này. Đấy. Quay xe rất nhẹ. Rồi. Lái trợ lực và rất nhẹ luôn. Đấy, chiếc này thì đang thiếu càng các bạn. Đấy, các bác có nhu cầu muốn tự tải này. Đấy, hoặc là xem xe kỹ hơn thì có thể xin mời qua bãi em. Địa chỉ ở phố Tam Á, xã Gia Đông, huyện Tân Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đấy. Ngay mặt đường quốc lộ 17. Đấy. Địa chỉ kho bãi rõ ràng. Đấy, không mập mờ, không sợ lừa đảo gì, người thật việc thật hết.
các bác có nhu cầu thì xin mời ghé bãi em xem xe thử giải chính thức bãi ạ. Đấy, xe thì sẵn bãi em rồi, sẵn rất nhiều xe, họ không có chiếc này thì có chiếc khác, rất nhiều dòng xe, Mitsubishi, Komatsu này, Toyota này, đấy, TCM này, Unicuri này, từ đời cao đến thấp ạ. Đấy, rất nhiều luôn. Đấy, các bác có nhu cầu thì xin mời đấy ạ, số điện thoại 0379577765 em để bên dưới có màn hình. Đấy, các bác có nhu cầu thì xin mời nhắn qua Zalo hoặc gọi trực tiếp ạ. Em chỉ dùng một số này thôi, là các bác yên tâm, không sợ lừa đảo gì hết. Đấy, các bác ở xa mà muốn muốn xem xe thì có thể gọi điện cho em cô video trực tiếp luôn, em sang bãi cô video trực tiếp, quay chi tiết xe các bác muốn xem phần nào thì em quay cho phần đấy. Đấy, thử tải em lắp càng, em lưng thử hàng cho bác luôn. Đấy, xe thì rất rẻ thôi, giá niêm yết là 200 triệu, có mà cả có tương lượng. Đấy, các bác có nhu cầu thì xin mời lại. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi ạ. Nếu các bác thấy video hay thì cho xin một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông để nhận những tập mới video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.